Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Buổi chiều hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 2 năm 2024, Giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá mít Thái, giá mít Indo ruột đỏ để cô chú các anh chị và các bạn có giá chính thức để cập nhật. Tình hình giá mít ở thời điểm này lên xuống biến động liên tục bởi các thương lái thu mua không ổn định. Tình hình những vựa lớn ở những trung tâm lớn thu mua đầy, báo giá lại thấp, và những vựa đang còn cần hàng thì giá cao nên giá cả không ổn định và không đồng nhất là như vậy. Đầy kho nên có những vựa mít còn thu mua và những vựa mít không còn thu mua nữa, nên các dựa hiện nay giá mít cũng trên lệch không ổn định, và những dựa đang còn thu mua rất ít nên giá mít xuống rất thấp. Phân loại mít ở khu vực miền Tây như sau: mít nhất 9kg trở lên, kem nhì 7kg trở lên, kem 3 4kg trở lên. Đây là cách phân loại mít Thái ở khu vực miền Tây. Và tình hình giá mít hiện nay đang biến động và đang giảm, và giảm sâu, giảm sốc, giảm chót. Sau đây là tình hình giá mít ở khu vực miền Tây, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang có giá như sau. Mít kem lớn 22.000 đồng 1 ký, kem nhì 12.000 đồng 1 ký. Mít kem 3 có giá 6.000 đồng 1 ký, mít chợ ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang có giá 3.000 đồng 1 ký. Giá mít đang sụt giảm là như vậy. Tiếp theo tình hình giá mít ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang. Kem lớn 23.000 đồng 1 ký, kem nhì 13.000 đồng 1 ký. Mít kem 3 có giá 6.000 đồng 1 ký. Mít chợ khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang có giá 3.000 đồng 1 ký. Tình hình giá mít ở khu vực Tiền Giang có nhích hơn so với những khu vực khác, bởi khu vực Tiền Giang tập trung nhiều dựa mít ở đây nên giá mít cao hơn. Khu vực Tiền Giang kem lớn 24-25.000 đồng 1 ký, kem nhì 14-15.000 đồng 1 ký. Mít kem 3 có giá 7.000 đồng 1 ký, mít chợ có giá 3-4.000 đồng 1 ký. Đây là giá của khu vực Tiền Giang cao hơn bởi do ở gần những trục lộ chính và gần những dựa mít lớn nên giá lúc nào cũng cao hơn. Đây là ưu thế của những vườn mít Indo cũng như vườn mít Thái Lan ở gần Tiền Giang. Khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, mít kem lớn 17.000 đồng 1 ký, kem nhì 7.000 đồng 1 ký. Mít kem 3 có giá 4.000 đồng 1 ký. Mít chợ khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu có giá 2-3.000 đồng 1 ký. Giá mít rất thấp. Cũng như khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên, mít giá tương đương khu vực miền Đông, thấp hơn khu vực miền Đông bởi khu vực Tây Nguyên xa những vựa, xa những trục lộ chính, vận chuyển khó nên giá thấp hơn. Kem lớn 16.000 đồng 1 ký, kem nhì 6.000 đồng 1 ký. Mít kem 3 4.000 đồng, mít chợ ở khu vực Tây Nguyên có giá 2.000 đồng 1 ký. Vườn mít của cô chú các anh chị và các bạn ngoài vấn đề gần những vựa lớn, những trục giao thông, chú trọng vào mẫu mã đẹp, trái to tròn, nặng ký sẽ giá cao hơn so với những loại mẫu mã không đẹp, trái nhỏ và nhẹ ký. Đây là điểm mấu chốt để cô chú các anh chị và các bạn đi phân và chăm sóc mít để có được chất lượng và mẫu mã đẹp, giá cả sẽ chất lượng, giá cả sẽ cao hơn so với những loại không chất lượng và giá cả thấp. Ở giai đoạn này cận Tết, tình hình giá mít xuống thấp đó là vấn đề bình thường của những năm, của những cùng kỳ năm trước cũng vậy, và cùng kỳ năm trước giá thấp hơn so với cùng kỳ năm nay. Ở giai đoạn này giá mít như thế này cũng là ổn định để bà con có được thu nhập, có được lợi nhuận. Mong tình hình qua Tết Nguyên Đán giá sẽ cao hơn và để cho bà con có được thu nhập cao hơn và lợi nhuận tốt hơn. Tiếp theo, Giải trí miền Tây chia sẻ về giá mít Indo ruột đỏ đầu giờ chiều ngày hôm nay. Mít Indo ruột đỏ loại nhất 8kg trở lên giá 28.000 đồng 1kg. Loại 2 6-8kg giá 18.000 đồng 1kg. Mít loại 3 có giá 10.000 đồng 1kg. Giá mít ở thời điểm này rất thấp. Tuy nhiên có nhiều vựa không thu mua, có nhiều vựa đã đầy hàng không thu mua, và có nhiều vựa đang thu mua nhưng ở giá thấp.
Chính vì thế cô chú các anh chị và các bạn yên tâm, với tình hình này qua Tết giá sẽ cao trở lại, sẽ tốt để cô chú các anh chị và các bạn có lợi nhuận, có thu nhập cao hơn. Hiện nay tình hình xuất khẩu những vựa lớn thu mua hầu như đã đầy để chuẩn bị Tết Nguyên Đán, để chuẩn bị xuất đi. Những vựa nhỏ còn rất ít thu mua với số lượng cầm chừng, hạn chế để giữ lái. Chính vì thế cô chú các anh chị và các bạn, với tình hình này giá cả bấp bênh tuy vậy nhưng cũng không lo ngại. Mong qua Tết giá cả sẽ ổn định và sẽ cao hơn. Giải trí miền Tây xin nhắc lại tình hình giá mít Indo ruột đỏ như sau: lợi nhất 8kg trở lên giá 28.000 đồng 1kg, lợi nhì 6-8kg giá 18.000 đồng 1kg, mít loại 3 có giá 10.000 đồng 1kg. Đây là giá mít Indo ruột đỏ ở thời điểm này. Năm nào cũng vậy, ở thời điểm Tết Nguyên Đán là thời điểm giá mít đụng tất cả những loại trái cây ở chợ cũng như tình hình xuất khẩu giảm lại. Chính vì thế giá mít thấp. Đây là tình hình chung, tình hình của những cùng kỳ năm trước cũng thế. Giải trí miền Tây ngoài cập nhật tình hình giá mít Thái, giá mít Indo ruột đỏ còn cập nhật một số loại nông sản khác như sầu riêng. Cô chú anh chị có quan tâm về vấn đề giá cả trở về trang chính của giải trí miền Tây để vào những mục phù hợp để cô chú các anh chị và các bạn theo dõi về giá cả. Và để theo dõi giá cả được tốt hơn, cô chú các anh chị và các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ trang giải trí miền Tây để nhiều người cùng theo dõi, cũng như cô chú các anh chị và các bạn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất của giải trí miền Tây. Giờ đây xin nói lời chào, hẹn gặp lại cô chú các anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào, bye bye.